Bình thường thì hay dùng wifi 4G để chơi game, lý do vì sao? Bình thường thì mình hay dùng wifi bởi vì là khi mà ở nhà mà say hát hay là luyện tập hay là live stream thì dùng wifi nó sẽ tiện hơn. Với mình thì mình thích dùng cả hai, cả wifi và 4G. Vì wifi thì có thể là mình chơi ở nhà, còn mỗi khi đi ra ngoài thì mình sẽ dùng 4G. Sắp tới Viettel 5G sẽ ra gói 5G ấy, thì có mong chờ hay không, liệu có muốn chuyển sang? Vừa lấy họp báo. Khi mà vừa lấy họp báo thì mình có nghe qua là sắp sửa sẽ ra 5G. Mình cũng rất là mong chờ, bởi vì là khi mà ra 5G ấy thì tất cả mọi công việc ở trên điện thoại của mình sẽ tiện hơn, là mình sẽ cứ phải suốt ngày chỉ ở nhà mà chỉ dùng wifi. Mình ra ngoài đường này hay là mình đi bất cứ đâu thì cái mạng của nó cũng sẽ ổn định hơn là mình ở nhà mà. Sắp tới thì mình chắc chắn là mình sẽ dùng 5G thôi, và mình đang rất là mà háo hức xem là 5G có thực sự là khỏe như là mọi người đã giới thiệu không.